Chào các bạn, mình là Lâm, Ân, Thao và Đại. Hôm nay tụi mình sẽ làm cái video là 24 giờ ăn chơi cắm trại cùng với ba bạn có cơ hội trở thành thành viên mới của Tiềm Lâm TV các bạn. Và ở đây là sau bao nhiêu vòng cách tiên thì tụi mình đã tìm được ba bạn này tiềm năng nhất, có khả năng ăn nói lưu lót được các kiểu. Và chúng ta sẽ giới thiệu từng người nha. Dạ, chào các bạn nha, mình tên là Phương, mình đến từ Tiền Giang ạ. Xin chào mọi người nhé, mình tên là Uyên, mình đến từ Đắk Nông và mình rất vui vì hôm nay được tham gia cùng với anh Lâm. Chào mọi người, mình tên là Cát, mình đến từ Cần Thơ. Và nội dung của clip hôm nay là tụi mình sẽ là 24 giờ tương tác với lại ba bạn này nhé. Bạn sẽ xem được là khả năng tương tác với máy quay nè, nói chuyện nè, rồi xử lý tình huống rồi các kiểu bạn. Nên clip này chơi tới 24 giờ lần và quyết định tụi mình sẽ là để chơi Đà Lạt nha. Và cuối ngày còn có cả cắm trại nữa bạn. Và do là tụi mình chỉ có tiễn một bạn thôi nên mọi người cố gắng mình đừng có ngại, mình bộc lộ hết khả năng của mình ra để ghi điểm với lại mọi người nha. Ok ha. Nói chung là hiện tại tụi mình đang ở Đà Lạt các bạn, nên chắc là sẽ đi trải nghiệm mấy cái mà như vườn nho, vườn dâu rồi Đà Lạt các kiểu với bạn. Ok. Ok, tụi mình đã tới được địa điểm đầu tiên của chuyến đi Đà Lạt, đó chính là vườn hồng ngày xưa đó. Ủa tàng. Lộn mà đây vườn hồng trái chứ phải hoa hồng nha các bạn. Và lại trải nghiệm hái hồng. Cây này hái hồng á anh? Dạ đúng rồi anh. Oh my god. Dài quá vậy. Cây này hái hồng. Cái lồng hả? Và để cho mấy bạn nữ tăng thêm tương tác thì chắc là cho mấy bạn nữ hái thử. anh là mẫu nữa hả? Rồi cầm cái cây hào. Để em. À nhìn anh Lâm là mẫu nè. Rồi hái hồng thì dễ lắm mọi người. Trời ơi, chiều cao không đủ nữa vậy trời. Trời ơi, anh ơi. Xin lỗi. Chúng ta kia kìa. Cái trái nè. Ồ, ra vậy. Rồi, ok. Nói chung là mình hái như vậy thì nó rất là tốt nha mọi người. Trừ điểm. Mấy họ cái nó gớt là mình hái được. Dồi ăn tốt sức khỏe. Béo. Wow. Mộng nước ăn hồng tại vườn. Ê, em sẽ hạ trái này nha mọi người, để trái đầu em nè. Ok, em hy vọng là mọi người sẽ thấy. Nhưng mà mọi người có muốn ăn với em không? Người kế bên này không bao giờ hỏi hết á, người ta đứng okay, kế bên này nè. Ok, em chiên nữa ha. Ok đúng không? Rồi anh nhường cho em trước đó. Sao cảm ngọt nha? Ngọt hả? Ừ, đã vậy. Anh cảm không? Rồi cắn vào chỗ này cắn luôn. Ngọt đúng không anh? Rồi rồi. Trời, em hái là phải ngon đúng không? Đúng, em hái là nó ngọt ngay luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ hái thử trái trên này nha mọi người. Mọi người lưu ý là hái hồng thì mình nghe chị kia bảo là mình phải hái những cái trái mà đỏ thì nó mới ngọt được, còn không thì nó sẽ rất là chát mọi người. Trông hơi khó mọi người. Đây là mình lựa trái đỏ lắm rồi nhưng mà nó bị xa quá cơ. Sau mọi nỗ lực thì mình đã hái được trái hồng rồi nha mọi người. Và đây là thành quả của mình. Bây giờ mình sẽ đổ ra xem. Ui no. Không được em à, bây giờ em chỉ cầm được cái này thôi. Thơm lắm mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ mở ra test luôn nhé. Theo mình thấy thì trái này nó có vẻ là nó đỏ như này thì chắc là nó sẽ ngọt cái này. Okay. Em nghe từ Lâm mà mình lọt từ đất lên trước á. Ủa trái này trái sống mà, là sao? Đây bây giờ mình... Đây, test trước đi. Nhìn mặt này là chát rồi. Trời ơi, ôi. Bây giờ mình sẽ test thử nhé mọi người, xem nó có ngọt không nhé. Nhìn thấy ngọt rồi. Cái này chát quá mấy bạn. Rất ngọt luôn nè. Rất ngọt mọi người. Đúng là thành quả của mình. Sau một hồi tìm kiếm thì mình cũng tìm được cái trái hồng mà mình chuẩn bị hái rồi nha. Đây nè mọi người. Sao gì mà chọn cái hồng gì mà vàng hè á? Đây, có một trái chính đó mọi người thấy không? Bây giờ mình sẽ hái thử nha. Theo như anh Lanh chỉ hồi nãy thì mình sẽ học như vậy. Rồi cái rụng hai trái luôn. Rất là nó rớt rồi mọi người. Rồi, được rồi nha mọi người. Đây, tôi nghi... cho anh hứng nè. Ok em. Tôi nghi trái này lắm. Mình hái một mà được hai luôn nè mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Có hai trái. Em sẽ cho anh một trái. Đấy, thấy tốt không? Ôi trời tốt thế. Trời trái này ăn chát lắm ở nhà. Cho mình tách ra. Ngọt lắm nha mọi người. Mọi người có thể đến đây và ăn thử nha. Rồi tặng tay hái nữa. Sau khi em hái hai trái em tặng anh một trái thì anh cũng có món quà tặng em. Đây anh tặng em một trái ổi nè anh hái. Trời,
Tốt. Ăn ăn luôn em, ăn đây, ăn liền luôn. Để em ăn thử luôn. Hỏi anh ăn chặn mình ngon nha mọi người. Nhưng mà không nên thử đâu nha. Cái chất nhầm mà nó ngon cái gì không biết nữa. Mọi người cầm trái nghiệm nè. Hồng này người ta gọi là hồng giòn. Hồng giòn này rất là ngon, từng người trải nghiệm em nha. Xin. Rồi em này trước đi. Em tên gì của anh ta? Em tên Uyên. Rồi bạn Uyên. Anh, con này dễ thương quá nè. Con sâu hả? Hả con sâu? Con này nó dễ thương không? Protein không sao đâu. Bẹo quá. Em nhường anh nha. Tốt. Nhường anh là tốt rồi. Thôi em thấy giòn rồi đấy. Và em cũng biết nó ngon nữa. Anh muốn thử không? À, đừng có làm vậy, em thích lắm. Giòn nha. Ngon nha. Anh muốn thử không? Ok. Vậy thử nữa hả? Thôi được rồi. Ok, tiếp bạn, tiếp thứ hai. Mình tên gì quá anh ta? Dạ, em tên là Phương. Rồi bạn Phương nha. Cá luôn nha, mình cá thử nha. Ngon lắm mọi người. Em sẽ mời anh Lam ăn thử miếng nha. Ngon lắm anh. Em có rượu thì anh có thịt thôi chứ. Có chất chát mà nó ngọt ngọt nữa mọi người. Bây giờ mình sẽ tới mình lực mình trải nghiệm cho mọi người. Đây rồi. Thường người ta nói là đồ cho nó sẽ ngon hơn đồ mình hái. Bé lớn lần đầu tiên ăn trái hồng ngon như thế này. Thật. Mẹ hả? Em có một miếng, anh có một miếng. Hãy tha cho tôi. Nè. Bây giờ mà bạn nữ mời mình không ăn thì cũng hơi kỳ ha các bạn. Đúng. Chị biết chân thật. Quá chát. Ngon lắm mọi người ạ. Ngon. Thật là rất ngon. Nó chát lắm các bạn ơi. Nó bám cái lưỡi các bạn. Đừng ăn nha. Ăn này là tắt ruột nha. Ngon. Chết ngấy rồi các bạn ơi. Ngon lắm mọi người ạ. Mời đếm. Chát nhưng mà. Chát nhưng mà cái khá là mời đếm. Tôi thấy là ba bà nữ là ăn hồng giòn sai cách rồi. Đây chính là hồng giòn. Nó xanh như thế này mới là hồng giòn nè. Cái hồng này á là kiểu như bà chủ á nó trồng ren chung ren hồng giòn nên khá là ngọt là giòn anh ăn đù đây sao giòn là giòn hả ổn quá sao ngon bơ vẹt ngon quá bạn ơi thôi mình không thử đâu ngon ơi anh có cà phê nữa nè rồi nào tôi nghĩ cà phê không Hào biết ngay thật sự là tôi đã tính hết rồi. Cà phê thì bình thường là mình ăn trái chín như vậy nè, nó sẽ còn ngọt. Còn muốn ăn ngoài giòn thì phải ăn trái xanh. Ngon lắm. À còn trái chim. Mười điểm. Ngon thiệt không? Nó ngọt ngọt đó. Cái vỏ ngọt ngọt ha. Nằm giả làm chó. Rồi ok, tụi mình đã tới được vườn dâu Minh Thu rồi nha các bạn. Ở đây là mình thấy là có khá là nhiều trái cây luôn như nè, ăn. Trái gì ăn? Dạ, trái ổi. Quá trời ổi luôn các bạn. Phía dưới đây còn nó có cả hù hù đù và trái chập bá nữa nè. What the hell? Ồ. Rất là đáng để trải nghiệm luôn mọi người ơi. Hào ơi, mắm xôi nè Hào. Mắm xôi. Ồ. Anh Lâm cho Hào ăn nè. Anh Lâm cứ. Để con. Cô nói là trái này ăn rất là ngon. Cứ cái gì lạ là phải cho Hào ăn. Cô mới nói là em nghe cô đứng kia trái đó không ăn được đâu nha mà. Trái này người ta gọi là trái Nam Việt Quất đó em. Nó trồng ở Việt Nam nên gọi là Nam Việt Quất. Trải nghiệm không? Tiếp bà. Có trái có vô ổng rồi. Không, không nên thử tại nhà với bạn. Nhưng ở ngoài đường thì được. Ở đây mình thấy có trái ớt ngũ sắc này mọi người. Cô nói là ớt ngũ sắc nhưng mà cô kêu là cay. Để mình kêu anh Hào lại thử xem có cay không nhá. Ấy, đây đấy. Em hái cho cô thử nhá. Không, cái này ngon lắm. Ok, cho anh một trái màu đỏ, một trái màu tím ha. Này cho anh. Từ để em ăn cắn nha. Ủa? Cô nói là cắn miếng lớn nó mới ok nha. Ok. Đây nè, trái màu tím không? Ok, trái màu tím đi. Ok, em hái cho anh rồi nè. Vô nha. Vô thử nha. Không được nhà nhà làm chó. Ok. Cái gì vậy? Rồi. Ngon. Không, ngon. Hay lắm mọi người, đừng thử. Em tốt rồi. Rồi, tiếp theo là tụi mình trải nghiệm hái hù đù và trái khổng lồ luôn các bạn. Đây.
trái mã bự như vậy đó bạn. Và cô nói cách thái là mình sẽ bóp như vậy nè và lấy được cái trái. Hụ đồ thì mỗi người hái, ví dụ như mình có 10 người mình hái khoảng 20 trái nha mọi người. Ăn không không quen, ăn khó ăn lắm đó nha. Tụi mình đến với tầng cuối cùng, thì tầng dưới đây thì sẽ có những cây dâu dưới này các bạn, đi một vườn luôn. Và mình sẽ phát cho mọi người một cái rổ. Ngày hôm nay là ba nhân vật chính ha, nên mọi người cứ tha hồ mà review. Đây rồi, mọi người tản nhau ra hái những trái dâu chính, hái hết vườn cũng được luôn. Cô rất là vui luôn các bạn, tại vì mỗi lần mình hái như thế thì lên trên này ha, tiền ha. Rồi mọi người hái đi, tản ra. Trời mọi người ơi, mình phát hiện ra một trái dâu rất là to luôn nè mọi người. Anh Ân hái đâu có anh đây ơi. Trái dâu to chơi cho dễ đây. Ha rồi sao đây, trái dâu to lắm luôn nè. Ủa ơi, đỏ chét luôn mọi người. Đây em hái nha. Nãy giờ anh chưa hái được trái nào luôn. Rồi cho anh luôn. Cho hả? Đây. Ê mọi người, mình cũng phát hiện được trái chuối kế bên đó nè. Ồ đây, anh có lòng thì em có dạ, em mời anh. Anh ăn review luôn. Đúng, anh phải review cho em chứ, tấm lòng của em mà. Rồi. Ngon mà. Trời ơi, đúng là quà của em tặng nó chát thật sự luôn em. Giờ mới biết quà tặng mình nó chát cái nào nha các bạn. Rồi. Đây mọi người, đây mình thấy có một chùm dâu ở đây. Theo như anh Lâm nói là cách mình hái dâu thì mình sẽ là quay trái dâu như này, lật ngược ra. Ui, đấy xong rồi. Hả cho em trái với chị. Ừ, xin lỗi. Đây, lật ngược ra nha mọi người. Xong rồi. Trời ơi, tua quá vậy. Mọi người, mình ở đây mình thấy một trái dâu nè, mọi người thấy đỏ không? Giờ mình kêu anh Hào lại nha. Anh Hào. Tới liền. Thôi, nè, hái nhanh nha. Ok. Nè, trái này hơi siêu đỏ nha, em nhường anh ăn trước nè. Không có câu hỏi kia là tàn cho anh. Ngon không? Ừ. Em cái hái cái này ngon. Đúng ra là 8 điểm, nhưng mà em hái nó là 10 điểm. Đúng rồi trời. Đúng rồi trời. Ủa, bà đây. Rồi, trong vườn dâu của cô có trồng cả mâm xôi luôn các bạn. Cô trồng thử một cây mà thấy bông nè, trái đồ quá trời luôn, nhưng mà được có ba trái chín nè bạn, một trái chín đen nè. Cô nói là cô cho ăn, tụi mình ăn thử luôn nha. Cái trái đen này ăn không ngon đâu, để anh ăn thử. Ôi trời ơi, nó dở kìa, ngọt. Sao trái đó anh không kêu em thử? À đó, bởi vậy cái trái đen ngon á thì đâu có đưa. Trái này là ngon nhất luôn nè, nó chín mà nó căng mọng luôn á. Có bạn đúng. Nào ăn không ta, các bạn nào ăn không? Quê là quê. Đúng là anh của tôi, mấy cái ngon không bao giờ đưa tôi đâu. Mà mình có ba người mà còn có một trái là chắc là phải quảnh tùng xì rồi. 1, 2, 3. Rồi bạn trắng ra. Rồi hưởng hức luôn em. Trắng là may mắn mọi người ạ. Vậy là mình làm khắp phút được ăn rồi mọi người ơi. Chắc không còn trái nào cho bạn Hào đâu nha. Còn. Đấy. Anh là anh cưng em lắm á. Cưng vô lầy. Cưng em lắm, mấy cái ngon ở đâu bây giờ rủ em đâu. Hà ngước bằng lên. Ồ kìa, biểu hoạt tới mâm xôi sống là như thế nào. Nào giờ là mình đi siêu thị là mâm xôi là bán mâm xôi chín không à. Ra vậy luôn anh. Nó giống như mà trái khế, khế nhỏ xíu á. Khế non. Khế nước ngoài hay khế non vậy? Khế non với khế nhỏ xíu là sao? Giống như khế Thái. Chua lè. Là sao? Hơi chua, hái nữa. Cái miếng đường á thì anh ăn, rồi tới miếng muối anh đưa em. Thôi được rồi, em gói loạn ngôn ngữ lắm, anh cưng lắm em. Lấy anh thấy cây coi ăn. Thôi được rồi, cắt. Hình như là cô ở đây hết trồng ớt các bạn, mà thấy cũng rất là nhiều loại ớt luôn. Ở dưới kia có ớt giòn, ớt hiểm, ớt dĩ hy rồi các kiểu. Trên đây thì chúng ta có nè, ớt tím nè. Rồi ớt gì đâu mà nó tròn mà nó xanh nè. Nghe nói 500 ngàn ký gì đó không biết phải không. Cô nói là ớt này ăn nó không có cay đó bạn. Nè đưa cái nè. Ốc. Trải nghiệm nha, nào nhả đập chó. Rồi bữa nay chơi theo luôn à. Cay không? Kỳ kêu thiệt, anh không dám ăn ớt thiệt, anh ăn cái ớt là anh nhăn mặt dữ lắm. Cay không em? Nói thiệt. Nói thiệt lòng luôn nha. Cay. Cay hả? Chưa đâu. Ở đây em còn thấy có trái ớt lạ lắm anh Lâm. Đúng rồi. Ớt này ớt gì á cô ơi? Ớt đỏ. Ớt mặt khỉ.
Mày biết tại sao ớt này tên lỡ mặt khỉ rồi, ăn xong nhăn như khỉ vậy á. Triệu hồi người ăn cay với tóc tim mình là ai ta? Dạ Đô má em. Ờ ớt này là ớt mặt khỉ mà, cố gắng ăn xong phải làm mặt khỉ. Mọi người cắn miếng. Ôi gì vậy? Cái chút xíu gì hả? Cắn một miếng. Thôi ăn vô trong miếng. Đúng rồi, trải nghiệm. Ui, ui, phần này là Fortino. Ui. Ê, ê, nó nồng nha, nó nồng giống wasabi á, nó lên tới mũi nha. À, ngọt hả, ngọt, ngọt, ăn, không lẽ em hu. Đúng rồi, xem hu nữa được. Cắn, cắn ngay chỗ này nè, chưa có nước miếng nè. Đúng rồi, dứt. Ôi, nó nồng giống như cái bao quy chiếm anh. Cãi quá, cãi, cãi, cãi mặt này luôn. Em tối chuyện nhanh em. Hào, Hào ơi. Hào. Nè, cắn chỗ này là chưa có nước miếng nè. Đâu, chỗ này phải không? Ờ. Đâu, 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 đâu. Cà béo, cà béo. Nó cà lắm anh. Anh biết rồi, mặt bắt nó đỏ như khỉ luôn kìa. Như bao quy chip á. Nó hù bao quy chip xíu. Hệt quá. Mình là một à. Không ăn đâu. Rồi, vừa dâu, vừa hụ đù, vừa còn tặng thêm ổi nữa là hết 160 nha bạn. Đặc biệt là còn được thêm hai con khỉ nữa. Xưng cái mỏ luôn rồi. Chúng là mọi người muốn trải nghiệm ớt thì vào vườn dâu chỗ này các bạn, tụi mình luôn có địa chỉ nha. Trải nghiệm ăn ớt khỉ. Cô ơi bán cho con bịch ớt đó em về. Rồi sau khi hái dâu xong thì tụi mình đã chuyển sang được khu du lịch khác, Đa Tanh La nha các bạn. Chỗ này mình chấm được hai trò, đó chính là trò xe trượt khác ba và zipline. Zipline nghe nói là một cái trò cảm giác mạnh rất là tuyệt vời luôn. Và tình hình là không có ai muốn trải nghiệm hết bạn. Ai cũng đòi chơi cái xe trượt khác hết. Nên lần này tụi mình quyết định là sẽ có một người được chơi zipline để trải nghiệm, review cho mọi người. Còn 6 người còn lại thì sẽ chơi xe trượt khác nha. Và ở đây là mình có một cái vòng quay, 6 cái trượt khác và một cái zipline. Là có 7 sự lựa chọn. Đây mình 7 người mà đúng không? Dạ. Mình lấy đi first nha. Hào bắt trước. Hào coi đâu. Ông Hào là đây. Lấy đi. Ủa lấy đi hả? Rồi nha, xe trượt khác em. Xe trượt khác. Rồi ok, tiếp theo là ai ta? Lại lấy đi first nha. Đúng rồi. Bên mình có một lấy đi thôi. Và tiếp theo bên đây là ba lấy đi. Tốt. Tốt rồi. Tốt rồi. Nè. Ok chưa anh cameraman? Rồi, xe trượt khác. Rồi, bạn này tên là Uyên ạ. Uyên. Oh my god. Zipline. Yeah. Em xin lỗi. Ủa em thích zipline hả? Dạ anh. Vậy là nãy giờ là em diễn anh rồi. Tốt rồi. Ủa vậy là những người còn lại mình không cần phải quay. Khá là buồn á đâu. Khá là vui nha bạn. Mình sợ chơi cái đó lắm, nghe nói nãy cái cô kia nói là cái đó chơi là có tỷ lệ cái là vui. Anh đừng có. Ok. Ok. Rồi vậy là một caravan theo bạn Uyên xuống chơi cái trò cảm giác cực kỳ mạnh. 6 người tụi mình thì chỉ chơi xe từ khác 3 nha. Rồi tình hình là giá vé đây là 250 một người nha bạn. Và hai bạn nữ quyết định là chơi chung với nhau. Rồi hai anh Manly. Hai tụi em là một cặp hả? À Manly là một cặp. Còn Hào là what the. Còn em sẽ chơi chung với Lam. À anh Thiết. À, à. Tình hình là mọi người thấy kìa, trời ơi sao hôm nay nhiều người Hàn Quốc lắm bạn, đông nghẹt luôn kìa. Em sợ anh ơi. Wow, họ xếp hàng mọi người ơi. Quá tà đông luôn. Hôm nay bị gì quá tà, người nước ngoài chơi luôn bạn ơi, tà người Tây không. Ồ, miền Tây không. Người Tây thiệt luôn á em. Quá tà người Tây, có cả người già nữa nè. Trò này người già còn chơi được thì tất nhiên là mình anh em mà chơi được rồi đúng không? Đúng rồi anh, đây nè. Đẩy lên coi. Kìa có một cô này chúng tôi. Để game này rất là dễ. Game là dễ, game là dễ. Dễ quá dễ. Hello. Hello mọi người, bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu thử thách trượt xe trượt khác Đa Lan Tan. Không ra không khác cho mọi người. Người ơi, bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cái đường trượt của bọn mình nhé. Đây. Đi thôi mọi người, get go. Giao hết trò này đúng không? Ôi, không la, xin lỗi. Ôi,
Phải thắng xin lỗi mọi người, là chỗ anh này, anh Tây này, anh đang đi rất là chậm nên là bọn mình phải dừng lại để lấy trớn luôn ạ. Ăn nói lời cuối cùng ăn. Cái gì mà nó cuối cùng cho em thì dở lắm mọi người. Trong khi đó, cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phải nhà. Quay đi. Rồi tắt xe rồi các bạn ơi. Mọi người ơi, bây giờ là mình đang đi một mình xuống kia, mọi người đang ở trên kia rồi. Bây giờ mình đang rất háo hức, không biết là sẽ như thế nào đây. Nhưng mà sợ nha, cũng hơi sợ. Đi, cùng đi với mình nào. Hiện tại thì trên tay mình đang có vé rồi này mọi người. Bây giờ theo chân mình nha, chắc phải xuống kia mặc đồ hay sao á. Thế bây giờ giữa đường có được cứu không anh? Mình sắp chơi rồi mọi người, giờ mình hồi hộp quá. Nhưng mà bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở trên kia. Ok, xin nhận nhiệm vụ. 1, 2, 3. GoPro của bạn Uyên bị hết pin nên không có trải nghiệm của Uyên nha mọi người. Rồi sau khi chơi xong thì cái máy chụp hình các bạn nó tự động nó chụp hình nè. 90.000 tấm. Rồi phát quà một bạn. Rồi tiếp theo là của bạn Cát nha. Cát. Đây. Rồi đây luôn. Oh my god. Trời ơi. Vậy hai bé này tình cảm của ta. Hai anh em tôi ngầu. Lúc đó rất là tỉnh táo luôn mọi người. Ngầu đồ. Nè, nè, không bây giờ là mọi người thất vọng. Anh Long à nè, nè. Chúa tể biển cả, ông hoàng muối mặn đó chứ. Cái gì nữa đây, cái gì vậy? Nè. Trời ơi. Sao mà chết tim vậy? Tạo tim như vậy mới ngầu. Quá tình cảm luôn. Đừng để vợ anh thấy nha. Đi thôi mọi người. Rồi sau khi chơi cái trò trượt ván xong thì tụi mình ăn cơm trưa với bạn, hơn 12 giờ trưa rồi. Và mấy bạn biết cái mô típ 25 giờ đi du lịch Hà Nội thì tụi mình cũng có một hai cái mâm cơm như vậy bạn. Một cái mâm cơm là ăn rau với lại một món mặn. Đây, hai con cá với lại một dĩa rau. Và phía bên đây chúng ta sẽ có cái mâm cơm là ba món mặn, một món rau, một món canh. Ơi hời hơn. Và mô típ sáu bạn sẽ lên và mình sẽ có một cái câu hỏi, nếu như ai mà chọn câu hỏi nào thì sẽ được tư vấn với bạn này để chúng ta đón xem. Nói chung là cái tình huống này để dành biết xem là khi mà vào ít đồ ăn hay nhiều đồ ăn thì cái phản ứng như thế nào các bạn. Đây là một cái lòng vòng khử phản ứng nha.
À, như đây thì mình sẽ chơi là ai mà chọn số 1 thì sẽ ăn cái này. Ai mà chọn số 2 thì sẽ ăn bàn này. Ok nha mọi người. Tôi nhớ 25 giờ ở ngoài Hà Nội phải. Và cái bộ tiếp ở đây chúng ta có hai cái bàn ăn đúng không? Dạ. Và chúng ta sẽ có một cái câu hỏi là giữa số 1 và số 2 chọn số nào? Số 1 và số 2 mình chọn số nào? Em nhờ mấy bạn đi trước à? Rồi ok, vừa qua bạn nữ ha. Em chọn số 1. Số 1. Ok. Em chọn số 2. Em chọn số 1. Vậy là chúng ta có 2-1. Ok, vậy là 2-1 đứng gần nhau cái nè. Số 2 qua đây cái nè. Cho mình biết đó. Rồi, tiếp theo là có ai muốn heo 1, ai muốn heo 2 gì không? Dạ, em... Từ từ, lên đi first em. Anh đừng có làm vậy mà. À, theo em thì hơi số 1 anh ơi. Ủa nếu em mà qua số 1 á là đủ 3 người 1 là ăn với đại hỏi chọn. Đúng rồi. Vậy cho nó nhanh anh, em cân 2. Ok, vậy là em cân 2. Cân hàng bộ em luôn. Hay, hay bên nào đông hơn qua vậy. Vậy là ba bạn số 1. Cát, đại và ăn là số 2. Và số 2 thì rất là tiếc không được ăn cái này rồi, phải bên đây. Rồi ok, mình sẽ review mâm cơm gia đình của những người chọn số 2. Ủa tại sao mình lại chọn số 2? Em có được chọn đâu anh. Ủa tại sao mình chọn số 2 em? Em còn chưa được nói chuyện nữa mà. Không hẳn. Tại sao mình chọn số 2? Tại vì em nghĩ số 2 là số may mắn. Ờ à, tại vì số 1 thì nó nhỏ hơn số 2. Đúng không? Số 2 lớn hơn phải ăn nhiều. Dạ. Trời ơi, nghĩ như vậy nó khá là đơn giản. Vậy thì review. Để mình ăn thử cho cá nha. Nha, review mà. Em cũng biết sao em mới ăn được thôi. Đối với hợp khẩu vị của em. Rồi vậy bạn cát review món tôm đi. Dạ. Món tôm vừa ăn không? Dạ. Em mời mọi người. Đúng là số may mắn, đồ ăn cũng ngon anh nè. Ồ, oh, ngon hả? Rồi okay. Đợi. Review khổ quá đợi. Làm sao nữa vậy? Cái gà chứ này anh lắm. Kỳ quá à. Anh kể em hoài à. Ê, cái gà này gà kho gần bằng mẹ tôi rồi đó. Một xíu nữa thôi là bằng mẹ tôi đó. Ờ. Ổn không? Ổn. Ok, nói chung là mâm cơm số 2 thì nó phải nhiều. Và tại sao mình lại chọn số 1? Đây đi first. Tại vì em thấy hàng nó nên thôi em số 1 cho đồng số 3 luôn anh. Em muốn căng tim hả? Đúng rồi anh, căng 2. Số 1, tại sao mình chọn số 1? Tại vì em nghĩ số 1 là số đầu tiên. À, nhưng đầu mà... tiên, nhưng mà số 1 nó nhỏ hơn số 2 đúng không? Đúng rồi. Em thì em nghĩ số 1 là số đầu tiên nên mình sẽ ngồi bàn đầu tiên. Nhưng mà không ngờ mình xuống bàn số 2 luôn anh. Vậy thì lần sau mình nhớ mình cái gì mấy bạn hay những câu hỏi mà của mình làm vlog mấy bạn chọn số lớn nha các bạn. Ví dụ như mà hình lúc bữa mình làm ở Vũng Tàu có cái đợt mình kiếm nhà nghỉ mình chọn 1, 2, 3, 4, 5. Chọn số nào? Chọn số 5 mà có 5 xị rồi, bạn kia chọn số, số 3 đúng không? Có 3 xị rồi. Thì chọn số lớn anh. Đúng rồi. Ê khoan anh ơi. Có 3 người mà chỗ này có 2 con cá là sao vậy anh? Đúng rồi, thì lấy đi first. Được rồi anh, hai đứa em nè, đứa một con rồi anh sẽ là trái ớt này nè. Để em gắp cho anh. Ồ, hợp lý. Quá là xuất sắc luôn. Mãi dạ, kêu. Mời anh. Không phải kêu. Review em. Review luôn anh. Trời ơi. Mày mới ăn ớt, ớt khỉ rồi thì ớt chỉ ớt ơi, hả gì đâu. Ớt ơi, hãy tha ớt. Cho tôi. Cá tép. Ừ. Im anh ơi. Cái này khúc này nè. Nó là phải vậy. Trời ơi, cái hương vị đồng quê. Nhiều nước này là đủ anh. Rồi, mỗi người review món đi. Đó. Tiếp theo bạn này review cá. Ờ, em sẽ review cá đây. Mình biết ăn hành không? Biết. Hay bỏ hành rồi. Biết rồi mà anh đang ăn hành nè. Một sao nhưng mà cá ngon nha mọi người. Được. Rồi, thế là bạn này review sẵn đi. Mọi người, bên kia có tôm đúng không? Bên chúng tôi cũng có tôm. Tôm tàn hình nha mọi người. Đây, 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 để mình. Mọi người nên bổ sung chất rau đi. Rau siêu tốt đấy. Lại ơi. Rau siêu ngon lại ơi. 15 minutes later. Rồi, tình hình là bên ăn cho ăn dữ hả? Bào dữ hả? Sập thích luôn mà sao gà chiều lên miếng. Việt Nam anh ơi. Người Việt Nam là làm sao chứ? Miếng này là miếng liêm sĩ à? Đúng rồi, người Việt Nam là thường ta ăn á, ta trừ lại có miếng à. Là liêm sĩ à? Dạ. Sao anh người Việt Nam mà anh không biết phong tục đó ta? Chưa ra này anh trừ lại miếng cà làm cái gì? Ờ, em ăn không được nên em trừ lại anh. Ờ, tưởng người Việt Nam chứ. Mà sao, có ăn ổn không? 10 điểm. 10 điểm. Không. Em thì cảm thấy rất là hài lòng vào buổi trưa này, đầy đủ dinh dưỡng. Rồi. Em là cảm giác là trải nghiệm năm sao như này là tuyệt vời. Sự lựa chọn của mình. À. Anh Hào. Còn cái gì bằng nữa. Em cũng người Việt Nam nhưng mà chừa xương. Chứ giờ ăn phải ăn hết thịt ra đây. Rồi
Còn bạn hay sao? À, tuy là một sao nhưng xứng đáng nha mọi người. Rất là ngon luôn. Ăn hết luôn cầu xương không nè mọi người thấy không? Còn em. Bữa ăn này rất đủ đạm nha mọi người. Đạm này, chất xơ này có đủ nha. Quá heo thị. Heo thị ở bên kia nha. Yeah. Ăn cá là heo thị hả? Rồi, tình hình là tụi mình đã di chuyển tới bãi cắm trại đồi cỏ hồng nha bạn. Mà mùa này thì cỏ nó không có hồng, xanh lè. Và tối hôm nay tụi mình sẽ chơi mô tiếp là cắm trại đấu giá, nhưng mà không có số sao hay là số tiền khác biệt gì hết, mỗi người một củ để chúng ta test được xem là cái tư duy đấu giá nè, chim nè, đội giá lên các kiểu sẽ như thế nào các bạn, nên đồng giá luôn nha. Chứ lại có nhiều bạn khích cái kiểu đấu giá mà bằng giá nhau, bằng tiền nhau các bạn. Và mỗi người đều có 1 triệu. Phía đằng sau thì mình đã set up 6 cái lều luôn, công khai luôn, minh bạch luôn, 6 cái lều. Và những cái lều nó luôn có một cái sự riêng biệt các bạn, xịn đến hấp được các kiểu. Như đây mình để sẵn cấp luôn nè. Đây, đây là cùi nhất nè. Hơn miếng cấp 2, cấp 3, cấp 4, 5 và 6. Rồi, và cái dòng xúc miệng đấu giá hôm nay chúng ta sẽ đấu giá cái liều cấp 3. Nhưng mà được cái là nó chịu mưa rất là tốt bạn, do nó có 2 lớp. Bên trong thì được set up một cái túi ngủ nha. Đà Lạt phải có túi ngủ thì y như là hổ mà dầu rừng các bạn. Và mỗi người đều có 1 triệu nên mọi người cố gắng đấu giá chờ tiền ăn nữa nha. 500. 7 xị. Ủa có 1 triệu mà quất phát lên 7 xị là sao hả ta? 800. What the hell? 800 lần nhất. 200 tối. Phải đi lên đi first. 800 lần hai. 820. 820 ngàn hả? Mỗi lần trên nhau 50. Thôi chắc đi luôn quá lỡ rồi anh ơi. 850. 850. Nghe buồn vậy ta. Thôi anh trai ơi thôi. Sao? 200 tối. Bỏ hết hả? Ai cũng bỏ hết hả? Bỏ luôn rồi. Cái bên kia thấy kìa. 900. 900 luôn. Wow. Oh my god. Là mình tính là tối nay mình không ăn tối luôn hả? Đói gắng chịu nha. Tối nay em có thể ngủ và mơ thấy bữa ăn của em trong đây. Không cần ăn luôn. 900. 900 là thứ nhất. 900 là thứ hai. Bằng chiếu 900 là thứ ba. Rồi. Bạn cát 900. Em vô chúng ta thối em 100. Vậy là cái lều cấp 3 này chống mưa rất là tốt. Nhưng mà được cái là nó không có rộng á bạn. Nhưng mà đấu giá 900 thì chắc là tối nay chắc là trẻ ăn mì gói hay gì rồi. Chơi vậy luôn hả? Không sao, tối nay em có thể nằm mơ thấy bữa ăn của em anh à. Okay. Giấc ngủ là quan trọng nhất. Trời, cái liều chua chát. Ok, chúng ta đến với căn liều level 6 nha, cấp 6. Liều này á chống mưa cực tốt bạn, do nó có 2 lớp nè. Caraman xoáy vô đây cái nè. Bạn thấy nó có 2 lớp nó cách nhau không? Tức là nó nếu nó có thấm thì nó thấm lớp ngoài, lớp trong đây không có thấm được. Chúng ta sẽ có một cái túi ngủ xanh dương. Và phía dưới túi ngủ có ngay một cái nệm để dành cách cái hơi đất các bạn, ngủ không có bị lạnh cái đít. Rồi mọi người, đấu giá căn liều xịn sò của bò. 500. Ngay. Sao tôi trả 600. 700. Trời ơi, trời. 750. Sao mọi người có 1 triệu mà trả đâu mà toàn là 700, 1-200 không được hả? Anh à, luôn có một chiến thuật riêng anh à. 800. 800. Oh. À lấy đi. Anh xe đi mạnh. 850. Ủa? Cái lèo này là cái lèo mà tôi xếp nè. Cô báo luôn. 800 rồi. Em theo chị cá luôn. 900. 900. Nếu mà đã theo chị luôn. Ít. Thì 950. 950 luôn. 950. Ai? 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 Thôi. Ai? Em bỏ. Ai? Em bỏ. Tối nay biết lỗi ai liền. Ha. Ha. Tha luôn. Tha luôn. Tốt rồi, thằng này là lỗi đại nha các bạn. Rồi. À chúng ta thôi 50 đúng không? Trải nghiệm. Sao nặng nề quá ta. Em nghĩ lần sau nên random luôn. Ồ. Tiền bằng nhau cái nó ngáo giá kìa. Đâu quay lên, quay mặt lên đây nè. À quay mặt đây ha. Đúng rồi, đó. Lâu lâu phải ngáo bữa nó mới đã nè. Nằm dưới đây luôn cái trụm cái bà lên. Rồi. Có chuối không? Chuối không anh? Rồi ok. Rồi. Rồi editor ghép nãy chuối vô nha. Nhớ ghép nãy chuối vô nha. Chúc các bạn một ngày vui. Ok, chúng ta đến với căn lều thứ 3 và lều cấp 4 nha bạn. Lều này thì nhìn nó khá là thoải mái luôn. Và nó có giả cày nữa bạn. Các bạn nhìn thấy nè, nó có 2 lớp nè, từ từ nè. Các bạn nhìn thấy nó có 2 lớp không? Nhưng mà nó chỉ có 2 lớp ở khúc đầu thôi. Khúc đằng đây rồi các kiểu là nó có 1 lớp à. Là nếu như mà xương nó quá nhiều á, nó sẽ tạo thành hiệu ứng là bên ngoài nó lạnh,
bên trong mình ngủ cái hơi nóng của mình nó bốc ra, nó sẽ tạo thành đóng những cái giọt nước ở bên trong liều mình, nó sẽ nhiễu cái đầu mình đó bạn. Nhưng mà được cái thì liều này thì chúng ta sẽ có là một cái túi ngủ làm nệm và một cái túi ngủ màu cam thì để làm mền, hai cái túi ngủ nên nó được cấp 4 nha. Và ngáo giá đi mọi người. Anh ơi, anh cầm tiếp anh. À, lộn lộn. Nắp sĩ 600. 600. 650 xu. 700. 750. Đó, hết chưa? Thì bỏ. 800. 800. Em bỏ. 850. Ờ. Mình nhường. Ủa? Mình nhường. 850 bỏ hả? Bỏ. Vậy là 800 rồi. Okay. Chốt kèo, chúng em hỏi 150 đúng không? Ok anh. Trải nghiệm luôn em. Không, tôi cũng ấm mọi người ạ. Tôi ngủ mà, phải ấm chứ. Chúc các bạn một ngày vui. Ok, chúng ta đến với căn liều thứ tư. Và liều này là liều cấp 3 nha các bạn. Liều này là đủ lớp 10 đó. Liều này thì điểm cộng của nó chính là cứ mà trời mưa thì dột. Còn điểm trừ là nếu như mà có sương thì nó nhiễu mấy cái giọt sương lên đầu. Nhưng mà được cái thì nó có một cái túi ngủ khá là xịn sò luôn. Túi ngủ này như là 10 hay là 15 độ C gì nè các bạn. Khá là ấm luôn á. Và bắt đầu ngáo giá. Sao em cứ chim cái năm xị gì hiệp. Nếu này người ta trả này có 50 trăm là ta đã mua được liều. Em chim năm xị là bỏ cái cho nó năm xị cho nó hố trời. Ai dám bỏ mà. 600 xu. 250. Sao ta? 6 gì? 700. Em có nhường không? Em nhường cho chị đi. Dứt. Không, cái này không rẻ em. Lên luôn em. Nghe heo năng nha, 750. Được thôi, nếu các người đã thích 800. Thôi bỏ. Em lấy đi first, em nhường à? 800. Tôi cũng nhường. 800. Ok. Rồi, 800 thuộc về em. What the hell? Sau này mọi người liều gì đó tầm 700 ngàn không ạ? Trải nghiệm luôn em, chui túi ngủ thử cái ấm không? Túi này nó hơi xịn đây. Túi ngủ 15 độ C mà. Đó, đúng rồi. Ổn áp không? Ổn nha mọi người, ấm đó. Ok, chúng ta đến với căn liều cấp 2 và chúng ta chỉ còn hai căn cuối cùng, đó là cái liều mùng. Và cái liều mùng phiên bản xịn sò của bò hơn. Và túi ngủ là gì ta? Ồ, dở lên cái nè. Bên trong chúng ta sẽ có một cái túi ngủ khá là mỏng luôn bạn. Túi ngủ này thì không có chịu được cái lạnh của mùa Đà Lạt đâu. Nhưng mà bù lại thì em cảm thấy là nó có thể che gió được anh à. Đúng rồi, che gió được. Ủa, cái máy đâu? À, liều này không có máy em, đó là liều mùng mà. Ờ. Thấy mệt mệt nữa rồi đó. Sau khi nhìn ra cái máy thì chúng ta đã có giá của nó à ha. Thôi, ra giá đi. Giá thời điểm là 100 ngàn. 100. Sống gì em, sân chơi này đâu có dụng 100 mà có thể chơi được cái trò chơi này. 300. Anh xảy. Sáu xị. Sao 20? Không. Liều này anh nghĩ là 100 ngàn là đủ rồi đó. Nhưng mà mình lên sách xì gửi thì ông này không bỏ. Sách xì gửi, ghét. Thằng em của tôi. Tôi nhường thằng em tôi được chưa? Nhường, bỏ. Sách xì gửi. Dạ, em bỏ. Rồi ok. Nghe em hết chưa? Em qua kia mà. Rồi, sao xì gửi, trải nghiệm đi em trai. Khói nha. Ok, khói 50 đúng không? Làm sao nữa? Trời ơi, cái liều kìa. Cái này vô ngủ vậy hả? Anh Lâm. Đúng rồi, cái túi ngủ nhỏ vậy em. Chứ tiền ít là đồ hít của ngon hả? Sao có? 650. Ok, chúng ta đến với căn liều cuối cùng, liều mông. Sương xuống thì bao nhiêu sương là nó lùa qua lùa lại. Mưa xuống thì bao nhiêu nước điện đổ lên đầu nha bạn. Và giá khởi điểm là 1 xị em. Trời ơi, ok dạ. Xin lỗi. Dạ. À, chúng ta còn một cái liều rất là xịn sò con bò đây, 50 ngàn thôi em. À, trả em xị, cái này. À, em mua cái này xị đúng không? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Trải nghiệm em. Ủa, cái liều này đâu cần kéo nữa đâu. Liều để đường này mà. À, anh kéo cho nó quý tộc anh ơi. À, liều này thì chúng ta được cái là chúng ta có một tấm chiếu manh nè, một cái tấm vải mùng và cái mùng. Ôi, cái hình như cái này là cái áo thì phải, sao nó mỏng dánh vậy? À, nó là cái túi ngủ để dành chống mũi thôi em. Ồ. Đúng là tiền nào của đó. Đúng rồi, một xị vậy quá tuyệt vời, đổi gì nữa. Rồi cho tấm nó nằm lên tấm chiếu. Rồi, trời ơi tuyệt vời mặt trời luôn. Hành bé âm thầm đi vào ngõ cụt. Rồi chúng ta đến với vòng đấu giá đồ ăn nha bạn. Và sau cái buổi đấu giá liều thì mọi người biết rồi, ai là triệu phú ở đây rồi.
Chơi mà chơi khô máu, nghĩ sao cái liều gì đâu mà 700-800 ngàn. Oh my god. Bởi vậy thiệt tình ai nào và, chơi và để cho công bằng cho những người mà nãy ngáo giá bạn, thì dòng này mỗi người sẽ được mua là cao nhất là 3 món đồ ăn và 1 món đồ uống. Rồi ok, chúng ta có ngay một cái miếng bò pate. Chưa hết. Yeah, có cái... một bó măng le. Đầy măng tây, Đà Lạt trồng măng tây nhiều lắm. Ok. Thêm hủ muối tiêu nữa nha. Đủ ghê á. Đáng lẽ là nước là bán riêng các bạn, nhưng mà nhiều đứa nó thích là ăn bít tết uống nước nho. Bài bản quá ta. Thêm bộ ly kiểu nữa. Trời ơi, đây là cái combo, nói chung là nó bí xì tọc nhất trong cái bộ đồ mà mình vừa mới mua trong siêu thị Đà Lạt đó nha các bạn. Và giá khởi điểm là 10k. 50. 100. 200. Ủa gì? Ủa trả giá đi. Mỗi người sẽ đu được 3 món đồ ăn thôi nha. 3 combo đồ ăn thôi. Lấy đi hết. À thôi em có mình thằng em thôi, em nhượng anh đây. Nhượng em hả? Ừ. Rồi ba bạn lấy đi bên tay. Dăm ba cũng cái... nhường, em cũng nhường bạn đại. Dăm ba cái bò này em ăn suốt, cái gì đâu mà. Nhưng mà combo này xịn sò lắm á, anh gặp anh còn ghiền nữa. Không anh, em không cần. Giờ mà xào bò lên nè, bỏ bơ vô, cái bỏ bò vô xào, cái bỏ măng tây vô xào, cái rắc miếng muối tiêu vô. Trời ơi, nó như cái lách. Nice. Quên, bộ này thì nó còn có cái nĩa nữa. Rồi, tặng kèm thêm bộ dao nĩa dành ăn bít tết. Trời ơi. Này chắc có một server quá. 200k là thứ nhất. 200k là thứ hai. Đại gia không có chuyện hết em. Dạ em nhường cho thằng em. Ờ đúng rồi. Đó. Rồi, chốt kèo. 200k có ngay bộ combo quý xì tộc thịt bò bít tết. Chúng ta đến với combo thứ hai. Combo này thì không xịn sò cho lắm các bạn. Rồi combo này chúng ta sẽ có là tôm chiên nè, nem chua rán, phô mai viên, tôm cuộn khoai tây. Rồi dầu anh để dành chiên nè, tương ớt nè, mayonnaise nè, cái hố để dành chiên nè, bốn cái đũa để dành cầm nè. Rồi dĩa đựng đồ chiên luôn. Ok, giá điểm là 10k. 50. Ghê vậy. 110. Em theo chủ nghĩa heo thì em không ăn được chiên. À không ăn được chiên, đúng rồi. Ai hơn nữa không? Dạ 120. Lại lẽ ghét rồi, 120. Trời ơi. Thôi được rồi. Đâu mất. Cái này ngon lắm, em nhường anh ăn á. Đại, sao đại? Anh mình nhường mình cái đầu tiên, để giờ mình không nhường anh. Không tình nghĩa. Thôi, cho anh đó. 120 lấy đi. Thôi, nói chứ em biết Ngân nó đang gan như mỡ rồi lắm, thôi em nhường. Vậy hả? Rồi, 120 thuộc về ăn combo đồ chiên. Ủa, sao nó rẻ vậy? Tại vì bây giờ là em là tiểu phú đây rồi. Ngon rồi, em chỉ hả thử thôi, có 120 thôi mà ai về đâu mọi người bỏ luôn. Làm hại dù luôn. Ok, chúng ta đến với món thứ 3. Tô nè, muỗng nè, đũa nè, bánh phồng tôm nè. Ủa, đồ chiên hả? À, lẩu dê nè. Sao, lẩu dê bánh phồng tôm. Lẩu dê. Và cái nồi lẩu nha. Combo này thì chúng ta sẽ ăn là lẩu dê, bỏ vô nồi nấu, sau đó bỏ bánh phồng tôm vào nhúng. Bánh phồng tôm này nó cũng từ bột gạo, bột năng, đồ bột đồ á. Ăn như bún vậy ngon lắm. Tạ ta. Ồ, vậy bây giờ. Và do lẩu nên chúng ta được thêm chai nước khổng lồ nha. Rồi, ok. Đã giá đi mọi người. 50. Dạ. 200 hả? Dạ. Bên đây anh nghĩ là cái xóm nhà lá bên đây không có ai qua được 200 luôn á. Em là bằng 200 luôn. Ồ. Oh. How? Để mà nói thì dạo này anh em cũng bình luận. Thôi, không có tiền, không có tiền. Đại. Trời ơi, còn 150 à anh ơi. Bỏ luôn hả? Bỏ anh ơi. Rồi hụt về ăn rồi. Sao giờ chim. Do mọi người sử dụng cái liều sung sướng quá nên bây giờ chuyển qua cái chế độ mua đồ ăn thì không có mua được. Toàn nhìn người ta mua không. Cái đó là cái giá phải trả anh à. Ờ. Ok, chúng ta đến với món thứ tư. Cơm chiên hải sản ngũ sắc. Ba rọi xông khói. Combo này thì chúng ta sẽ bỏ ba rọi vào trong chảo này nè. Chúng ta chiên nó cho nó chín, cái nó ra mỡ, cái bỏ cơm này vào xào chung.
Nó combo vô không cần dầu ăn. Món này làm ăn béo lắm á. 80. À nãy em hiểu anh 120 đúng không? Bây giờ 80. 100. Đây con 100 mẹ ơi. 150. 150. Đâu làm gì có. Dựa gạo luôn kìa. Sao? Em dạo này anh em nói em hơi mập nên thôi. Qua anh ơi. Đại. Hai cho tôi. 150 hả? Vâng. 150 là thứ nhất. 150 là thứ hai. Chốt kèo. Ủa em thích ăn cơm chiên hả? Nãy giờ lẩu luôn ăn cơm chiên em. Thôi được rồi. Đây thôi 50. Rồi, món này chắc là mình ơi. Lúc rồi. Ok, chúng ta đến với món phở thịt bò có gói thịt và một lon Coca-Cola. Combo này thì là hào các đồ quen thuộc đó, chúng ta sẽ khui Coca lên. Nấu cho nó sôi, sau đó ăn phở em. À, lại là phở Coca. Oh my god. Có ai muốn trải nghiệm không? 50. Nè, bây giờ mình mua cái hào gác rất là lời á. Mua đúng không? Mình dục cái này, mình lấy Coca mình uống thôi. Không hề suy nghĩ tới luôn á. Năm chục. Đấy. 50 hả? Em còn hư cái bao tử em anh ơi. Cái bao tử em kiểu nó yếu á. Nên là thôi ha. Hào sao Hào? Hử Hào 50. Em còn 50 à. Em còn 50 hả? Thôi em nhường cho bạn đó. Các bạn là tao hơn đúng không? Thôi em nhường cho bạn anh à. Anh Đăng ơi. Em xin. Vậy là em xin rồi. 80. Tám chục. Dạ. 90. 90. Dạ em bỏ à. Bạc tế xương luôn vậy. 90. Em xin. Khi 10.000 ha. Rồi chúng ta đến với lại hai trái bắp nếp và hai trái bắp Mỹ là 4 trái. Cho ngay một cặp đũa để dành sỏ vô nướng. Không có nước à? Mình đang bán đồ ăn mà em. Trái giá mọi người. Anh Hà còn 50, em trả 60. 60. 60 Hào. Đúng là nghe miêu dấu của em. 60. 70 ạ. 70. Em còn 50 thôi. Không, em nhường cho chị à. Chị cắt. 70. 70 ăn. Ăn đủ 3 món chưa? Em còn thiếu món nữa anh. À, 1 món nữa. Món này mình mua đồ tét miệng đấy. Nào. 80. 80. 85.000 được không ạ? Thôi là 10.000 đấy. 5.000 lẻ lắm. 90 thì được. 90 anh ơi. Em bỏ. Anh hiểu em 10.000. Anh hiểu em 10.000 ha. Rồi ok. Cát được gai là combo hai trái bắp với lại hai đôi đũa. Ăn bắp sống qua ngày. Ủa là bây giờ là ai có đồ ăn hết rồi hả? Dạ. Đúng rồi, có đồ ăn hết rồi đúng không? Hào chưa đó. Đáng lẽ là anh tính là bỏ rồi đó. Nhưng mà anh thấy em chưa có đồ ăn. Anh thương em nè. Đúng là anh cứ tơi. Quay lan. Khoai lang giò ho. 3 củ khoai lang. Mặt. 60. Hào. Đã coi nhân lục ta ngồi. Không có khoai mà ăn. Thôi ăn khoai anh hả? Thôi được rồi, nhường cho em. Được gì. Không. Nghiệt đi. Em xin 80. 80. Hả? Sao nó vậy trai? 80 hả? Thôi anh của mình mà. Thôi chắc của mình nhường đi. Rồi 80 phần về ăn, 3 của Lan là ăn đủ 3 món đồ ăn rồi nha. Dạ. Không được mua đồ ăn nữa, bây giờ em chỉ được mua nước thôi. Dạ. Ok. Đây là món đồ ăn cuối cùng, một cặp bánh mì. Một cặp bánh mì. 50. Không ai tài giá hơn đúng không mọi người? Nghiệp. Rồi bánh bò bít tết ăn với bánh mì là cũng hết sẽ bảy luôn á. Combo luôn á. Vậy là chúng ta sẽ đến với vòng đấu giá nước uống và đồ tráng miệng nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có ngay một cặp vú sữa. Rất là ngon, tuyệt vời mặt trời luôn. Mỗi người vẫn cái này vẫn tính là đồ ăn á. Là ăn hết được mua rồi. Ăn đủ 3 món rồi. 20. 20. Còn món nữa. Món này là món cuối của em đúng không? Rồi, ai đã giá hơn 50 mọi người? Không. Dạ con. Rồi cặp vú sữa này nó thuộc về đại. Trời có vú nữa. Thất bại. Sao dạo này thấy áp lực quá ta. Chúng ta đến với món trái cây tráng miệng thứ hai. Đó chính là nho. Nho Trung Quốc xanh. Thời đó mình mua nho mẫu đơn một chùm này là 8 xị vàng. Còn giờ mà nho Trung Quốc xanh này có 70.000 à. Thôi. Nói chung là Trung Quốc rất là hay các bạn. Copy được cái nho này các lần ăn như nhau mẫu đơn vậy, nhưng mà đỉnh. Chỉ có 70.000 thôi. Và quyết định là ai mà
có thể cái tái biển này nó sẽ đổi ngang với lại nước, nếu ai không uống nước thì có thể sử dụng cái lượt mua nước để mua cái này luôn. Vậy thôi em xin phép 20. 20. 30. 30. 40. 40. Ăn đại còn một lượt mua nước em được quyền mua. Ôi anh ơi hết tiền rồi. Hết tiền hả? Ăn. Thôi em để về em mua nước hả? À để về mua nước, em mua dạ. Này lại phải uống nước luôn á. Dạ đúng rồi. Anh thấy có dầu ăn kìa. Ờ dầu ăn nó để dành cho buổi tối anh. Vậy là nhiêu ta? 40. 40 rồi. Hào. Thôi em để dành á anh ơi. Để dành. Rồi, 40, 40. Rồi, chùm nho đó thuộc về bạn bạn gì quýt bà ta? Uyên. Uyên. Rồi, chùm nho thuộc về bạn Uyên nha. Chúng ta đến với món tráng miệng cuối cùng, đó chính là bốn trái chuối Đà Lạt. Có ai muốn ăn chuối không? 20. 20. Tối nay có anh trai nhịn đói. 25. Không phải 5 ngàn, phải 10 ngàn mới được em. Thôi, em nhường đó. Có 20. Vậy là có người thương em rồi anh ơi. Cái gì vậy? Chưa lên tiếng nè. Ăn nó buôn rồi. Buôn rồi. Ăn buôn rồi. Rồi 20 ngàn. Tối ăn chuối nướng. Oh my god. Thật là hấp dẫn. À, trong chuối là nó vừa có cái chất bột anh. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Bây giờ 20 ngàn ăn chuối ok. Ok anh ơi. Em thiếu 20 đây ha. Rồi một chai mít. Nước vải. Đúng với cái tên đó luôn. Tức là ai vẫn còn một lượt mua nước hết á, ai đều có được phép mua một chai nước. Không, em không uống nước ngọt. Không uống nước ngọt. Nhìn không ngon đâu, mình không uống đâu. À, 20. 20. Bỏ cho anh hả? Cô bé liều của tôi. Cái gì ăn lộn rồi, ăn lộn rồi. Lạnh lùng quá hả? 30. Lạnh lùng boy quá. Gì nói nó bao nhiêu chứ? 20 à. Em 20 anh ơi. Trả lên 30 sao em? Em còn có 30 cho em Hiếu ấy, đưa 5 xì sao xài. Nhớ Hiếu anh 30 nha. Vậy là ăn không được mua nữa ha. Dạ rồi. Rồi một lốc sữa Đà Lạt. 10 ngàn. 10 ngàn. 20. 20. Uống sữa rồi, tối uống sữa ăn chuối là ngon rồi. 20. Ngon quá. Có 20 mà không mua nữa nào. Bây giờ còn có 30 á. Khô máu cho anh, khô máu. 30. Ê, 30. 30. Nhường. Nhường. Ai có 10 ngàn à. Thôi em tốt với anh Hào mà em nhường. Rồi đại. Thôi cho ảnh đi anh ơi, ảnh kiểu tao. Rồi 30. Vậy là dưỡng rồi. Đưa tiền đây, 50 đây. Vậy là Hào đó hết tiền. Rồi Hào chính thức hết tiền. Vậy là ăn với Hào không còn mua được nữa nha. Dạ. Làm sao phải chửi một trái chuối vào buổi sáng thôi. Rồi chúng ta có ngay một khủ nước dừa. 10 ngàn. 10 ngàn. 20. 20, em có bình nước bự mà, uống gì nữa. Cái này đâu phải của em đâu. Của lẩu. Nồi lẩu, lẩu của ai? Của em. Ủa lẩu của em mà. Sao nữa? Cái đó lẩu là em có nước em lời rồi đó. Chả khác gì em đóng giá của anh. Ồ, là em được 2 chai nước luôn. Nhưng mà em hết. Là nhiêu rồi? 10 ngàn anh ơi. 10 ngàn. 20. 20. Dạ không. Đại. 20 bỏ. 20. Em có thiếu tiền anh không? Dạ anh thiếu em 50. Là giờ còn 30 đúng không? Dạ. Rồi ok, vậy là bạn này có nước luôn rồi. Các chưa có nước nè, có 10 ngàn em. Sao anh đưa mít cho em hoài, em còn 10 ngàn mà anh. 10 ngàn anh bán em chai này nè. Nước suối. 10 ngàn. 10 ngàn, em đâu trả được đâu, nó mới 10 ngàn rồi. Có ai trả hơn không? 20. Đại. 20 bỏ. 20. Là... Nãy anh thiếu em 20. Rồi vậy là hoài luôn đúng không? Ok. Mà đó trắng túi luôn rồi đó. Nước một lai. 10 ngàn. Lẻ chứ hả? Mày lẻ quá vậy. 10 ngàn là mà cắt đâu trả được đâu. Hào thì bó tay rồi, ăn cũng bó tay luôn. Vậy là hụt về em 10 ngàn. Nước một lai. Rồi em còn có 40 nha. Vậy là ok, ai cũng có một lượt. Ủa cát chưa có. Ủa nữa hả? Này, mỗi người được một lượt mua nước mà. À. Tưởng vô giết hết luôn. Thầy tôi tới rồi mọi người. Trà sữa 10 ngàn. Uống em, uống trà sữa được không? Dạ 10 ngàn luôn. Rồi 10 ngàn là em hết tiền luôn hả? Dạ đúng rồi. Không sao. Có nước uống. Có đồ ăn mọi người ạ. Rồi ok. Kết thúc buổi đấu giá hôm nay. Thành công mỹ mãn nha bạn. Và sau khi đấu giá xong thì tụi mình sẽ tới tiết mục ăn uống nha bạn. Thì trước tiên là mình sữa Đà Lạt Meal và chuối thì mình biểu diễn luôn. Tại vì món này nói chung là nó cũng rất là khó biểu diễn các bạn hiểu không? Nè. Đơn giản vậy thôi. Đó thấy không? Khó dữ không đại? Cái chuối này nó bự quá vậy ta. Có giỡn được, trời ơi đã à. Không biết mấy sen nữa. Ăn đi ăn đi. Có không được rồi đó. Rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ dứt thêm một hộp sữa nữa là mình thấy tối nay là khá là ok rồi đó. Ồ, ấm cúng luôn ha. Quá ấm cúng.
Đó. Sao sao sữa Đà Lạt Miêu sao không? Sữa Đà Lạt Miêu uống vô một cái là thiệt. Thấy Đà Lạt liền luôn các bạn. Rồi, giờ tiếp theo là mình mời bạn Cát nha. Ok, để tiếp nối hội người nghèo thì mình xin phép là lên món ăn của mình. Ở đây mà kiểu đang trời lạnh mà ăn bắp nướng là nắm bụng đã lắm á. Vẫn đỡ hơn ăn chuối mọi người ạ. Nhưng mà người ta có giá trị có 50 ngàn rồi, có đầy đủ chắc. Còn bên kia tới 100 ngàn. 100 ngàn như này là quá tuyệt vời rồi mọi người. Ăn bắp nướng sống qua ngày. Ừ, lại cái câu huyền thoại đó nữa. Lại cho ta. Trái bắp trắng, trái bắp đỏ nhưng vàng. Mình còn có trà sữa Milti. Ngon hẹn. Thử luôn. Thôi mình thử trà sữa trước nha mọi người. Trong thời gian chờ đợi đúng không? Ừ. Sao? Ngon. Xứng đáng đồng tiền. Im không? Im ạ. Đỡ phải mơ thấy đồ ăn rồi. Rồi, thì bây giờ mình chờ bắp chín thì tới lượt bạn Phương nha. Rồi, thì của mình tiếp nối hội người nghèo thì hội người khá giả nha mọi người. Thì mình ăn cơm chiên, thịt ba chỉ nha. Đây. Mình để cái trước rồi cho nắm. Đây, cầm, để anh biểu diễn cho nè. Đó. Cái nào khó là có hào liền. Đó. Anh nhớ em có đũa mà đúng không? Đúng rồi. Đó, gấp lên. Gấp lên, để cái này lên. Chuyên nghiệp dữ hả? Chuyên nghiệp chứ sao không trời. Đó, lót. Để lên như vậy nha mọi người. Hồi nó sẽ ra dầu rồi mình đổ cơm vô luôn. Là cái phần mỡ của cái mỡ heo đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, hay ta. Rồi, mình thấy nó cũng chín rồi mọi người. Giờ mình đổ cơm vô là ăn được rồi đó. Nhanh gọn lẹ thôi. Thư quần nha. Cái gì khó đã có thằng Miu lo. À, được, bữa nay biết chơi chiều đó, cầm giùm anh cái. Lẹ đi anh. Để cái anh. Cái thế này là quen lắm nè. Nói chứ cái này là cơm của em nhá, chứ gặp của anh là nó dằn rồi đó. Sau một hồi mình xào thì cơm nó cũng chín rồi, bây giờ mình sẽ ăn thử luôn. Được thôi. Mùi thơm quá trời. Thơm quá mọi người. Ừ, đúng là cơm nhà giàu có khác mọi người. Ngon lắm. Trời nói chuyện kìa. Ăn luôn miếng thịt nè. Sao mà mọi người nhìn tôi dữ vậy? Chết chuối đâu ta. Quê là quê là quê. Dậy đó anh nhờ. Tôi tàn hình rồi. Sao sao? Đổ một luôn, ngon. À, các ơi, hình như anh thấy là bắp em nó cũng đen hôi luôn á. Để hồi nữa là bóng đêm luôn á. Dứt đi em. Dạ. Trời ơi, đây nè. Hỏi anh ăn chuối đừng lo cho em. Sao bắp hoài vậy ta? một hồi phỏng cái tay nè, một hồi phỏng cái tay nè. Trời ơi. Thương em cái bờ tay nhỏ nhoi. Trời bốc khói kìa. Mấy người ăn chuối đâu thấy cảnh này. Đó. Cái đầu quá ta. Ừ, thơm. Một trăm ngàn nó phải khác anh em ạ. Găng còn cứng á. Xì khói mà cạp kìa. Bắp thì sao bạn? Bắp này bắp 5 sao anh à. Ghê vậy. Của nhà hàng nó phải khác. Dạ. Trời, bắp 5 sao. Vậy là cơm chiên này chắc cả phải 10 sao trời. Đây nè. Cái này là gì nhờ? Ghê. Trời ơi. Mình là cơm chiên, mình có bắp sẵn rồi. Đâu có biết ăn bắp nướng làm sao đâu. Đó giờ ăn cơm chiên không à. Rồi ăn bắp cũng được, em không sao. Em chấp nhận số phận của em. Rồi thôi hai bà rồi. Ngồi ăn đi. Tới bà bên đây nè. Nãy giờ đói dữ lắm bên đây nè. Chờ nãy giờ lắm mọi người. Bây giờ thì giống như những clip trước của anh Ngân. Là mình sẽ uống cái ly nước này. Xong rồi mình sẽ đổ nước này vào đây để mình đi nấu. Rồi ngon. Ngon lắm anh Hào, ngon lắm á. À được rồi. Uống xong mình no rồi mọi người ơi. Nhưng mà thôi, vẫn đó nha. Bây giờ sẽ khui nước này đổ vào đây. Theo chuyên nghiệp không anh Hào? Được, chuyên nghiệp á. Rồi, bây giờ vào đây. Và nước của mình cũng sôi rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ nhờ anh Hào. Anh Hào gì cũng làm được đúng không anh? Đổ hồi quá ta. Đổ cho em miếng đi. À, Đại ơi, Hương Anh. Thôi xong. Sau này tay chân tự nhiên nó mạnh mẽ vậy ta. Lực ghê vậy. Sức mạnh của tình yêu. Tới đây. Tăng 100% công lực. Bình thường mình coi clip mình thấy anh Hào cũng bình thường mọi người. Hôm nay thấy anh Hào đẹp trai. Hôm nay thấy đẹp trai. Rồi em ăn thử đi. Em xin. Bây giờ lạnh quá rồi mọi người. Mình sẽ hút một miếng nước trước nhé.
Mọi người, khi mà mình nấu nước bằng cái lon coca á, thì mình thấy chả khác gì bình thường cả. Hả? Anh ơi, nhưng mà nó ấm nha, anh ăn chuối ổn không? Anh hả? Trời ơi, cái này thì nói thiệt với em á, đi cắm trại với em á, anh ăn chuối hoài anh cũng chịu. Nhớ nha. Em mà được đi cắm trại với anh á, em ngủ lều một sao em cũng chịu nữa. Nhớ nha. Nhưng mà mọi người, 300 ca like cái canh hạt khỏi tem nha mọi người. Đương nhiên hả? Sao? Anh mà được đi cắm trại với em, anh ăn bắp cả đời cũng được. Nhớ nha. Nhớ nha. Anh, em mà được đi cắm trại với anh là em ngủ liều một sao và em cũng chịu nữa. Anh nhớ nha. Rồi chuyển qua hang này luôn nha. Và bây giờ thì cái xóm nhà lá phía bên đây các bạn là đã ăn xong hết rồi. Còn bên đây cái xóm gì đây? Đại Giới Thượng Lưu. Ghê vậy. Còn bên kia là khu ổ chuột. Nó có một sự giờ ồn ào. À vậy hả? Loạn tùm lum hết. Rồi bây giờ là Phú Di Đại biểu diễn đây nè. Và món ăn của tối hôm nay của tôi là bò bít tết. Rồi rồi, đầu tiên là cái này là cái giấy bẹt đúng không? Được. Cho lên lon. Wow. Tiếp theo là cho bơ vào. Bơ vào. Đúng, bơ. Bỏ vô. Ô, xèo 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 xèo. Rồi bơ tan rồi. Sao? Trời ơi. Trời ơi. Cái gì hả? Ba miếng. Gần cứng dữ ta. Phải cứng á, phải cứng á. Bỏ cục bít tết có độ mỡ và độ thịt xen lẫn nhau. Lẩm xì. Trời ơi. Đồ biết chi. Oh my god. Rồi giờ tính sao? Thì bỏ vô luôn thôi chứ anh trai. Đó. Đầu bếp. Trái thì trái chưa. Đầu bếp mấy sao? Đầu bếp 5 sao. Đại xanh béo. Roden Ramsay. Dứt đi em. Chua chín. Rồi bò chín rồi ha. Độ chín medium rare. Cho một tí muối hảo hẹn. Hơi nhiều á. Đồ ăn của mình mà đúng không? Mình có việc mình làm gì mình làm đúng không đại? Đúng rồi, cho lên cái hớt, có cái hớt luôn. Rồi lắm nhỉ. Đi, mình ăn thử một cái ha. Trời ơi. Thấy nó đỏ đỏ đây nè. Medium. Đúng là medium rare rồi. Sao em? Ông mà tôi cảm thấy rất là ngon. Mấy điểm? Một điểm. Okay. Nhưng chưa? Nhưng nữa hả? Trời ơi. Người ta có cái này nè. À. Người ta làm hamburger. Phối hợp. Ồ, biết cắt luôn kìa. Ở nhà bán bánh mì hay sao không biết hay em? Mốt em giải nghệ là em biết bánh mì đó. À. Bus. Đúng là lão nhị của chúng tôi. Quá quý sợ tộc rồi. Cho nguyên một tảng bò lên ha. Đúng rồi. Phụ kiện thêm mấy miếng rau chắc xơ. Nhiều xơ. Đó. Lắm á. Trời ơi, cái ca dính cục găng rồi. Vậy dính cục găng hả? Dài quá. Vừa hết đâu mọi người ơi. Còn gì nữa? Húi rượu. Ghê ghê. Ở đây anh có ly nè, thấy cái ly nè. Để anh phụ em. Đúng rồi. Hai này phối hợp điêu luyện quá ta. À, trời ơi. Đúng là hai người anh em tốt của tôi. Phú gì đại mà. Ê, cái thằng lớp đó không có chung đâu nha. Cái gì ghét dai nó vậy? Bỏ cái tay ra. À, ok, được, này được. Không bước em. Đâu vậy? Đó. Ghê, chưa. Nghe đã tay quá. Uống miếng hay ghét chơi. Nè, thẩm định rượu là phải vậy nè. Come by. Kẹn ly nha. Amazing. Rồi tới ai? Lão nhị nó cà khịa ác khi tôi mà. Tiếp theo là tên trai này đi. Lão đại. À lão đại. Lão nhị bên đây lão đại. Và ở đây thì mình có tới tặng 3 món nè các bạn. Hoa lan, đồ chiên và lẩu. Đồ chiên thì mình hiện tại mình đang ngang với mỡ. Hồi nãy mình đấu giá là mình chỉ muốn là tăng cái lượng số tiền, ví dụ 120 lên 130 thì mình nhường. Nhưng không, tự nhiên mọi người bỏ ngang xương luôn. Nên thành ra mình nhường đồ ăn này cho ekip, cho quay phim nè, quay phim cười tươi lắm. Trời ơi, tốt dữ ta. Tối nay mình sẽ ăn lẩu dê. Đầu tiên thì mình sẽ bỏ nồi lên bếp. Sau đó thì mình xé cái bịch lẩu này ra, cứ mọi thứ cứ từ từ. Đúng.
để cho ai kia nhìn mình ăn. Tôi qua tận đây tôi ăn luôn mà. Ai kia ở xóm này phải không? Trời, lão nhị của tôi. Mình nghèo, mình có cơm mà. Đấy. Mình nghèo phải có cái liêm sĩ của người nghèo. Đây là okay. Xóm nhà lá phải không? Còn hai này là xóm gì? Cứ tự nói nhà lá ngoài à, chứ không phải ô chuột à. À, rồi đây xóm ô chuột ở đây cái gì? Hai quân đài là gì? Hu, hưởng, lu. À, còn cùng mình với bạn mình là dưới đáy xã hội. Cho vừa lòng hai thằng bay. Ồ. Rồi, ok. Lẩu dê của mình nó cũng đã sôi rồi. Giờ mình sẽ lấy nhắc ra và bỏ tấm pin vào. Mình sẽ bỏ bánh phồng tôm vào. Mình thấy cái trend bỏ bánh phồng tôm vào lẩu rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm thử ăn xem coi như thế nào, cũng ngon hay không nha. Rồi, nồi lẩu của mình nó cũng đã sôi rồi. Giờ lấy ra, sôi là lần thứ hai rồi đó. Ồ, oh, lẩu dê. Có nấm không? Sang. Ờ, có nè. Táo. Ồ, táo nữa. Thôi bỏ thêm miếng dê nữa đi. Full top bên này. Giờ thì ăn thử không mọi người. Rồi ăn thử cái bánh phồng tôm mình được nấu trong lẩu thì nó sẽ như thế nào. Nó làm sao? Nó dai dai không? À. Nó lạt lạt. Giống bánh canh vậy á, nhưng mà nó dai hơn xíu mà. Ăn cũng được á, hay bún. Rất nhiều bên này nọ. Cái mình ăn thêm miếng dê nữa. Ồ, ghê mình con. Mình không găng mình cũng có thể mình ăn được luôn á. Ngon. Với cái thời tiết Đà Lạt lạnh lạnh như thế này mà ăn lẩu vô nó nóng nóng, biết sao không? Sao? Nhức nát, đã lắm. Nhưng mà bù lại tối nay mình chỗ ngủ hơi bị tệ một xíu thôi đó. Cái gì cũng có cái giá của nó. Đúng rồi, mình này cũng biết rồi. Chặt. Sao? Lão vậy. Đại mà uống cái gì vậy? À, lão nhị của tôi. Rồi mình phải sao? À, từ từ. Ghê, đúng là anh em trong nhà. Đầu tiên á, cái tay mình đã gì ha, cho quý tộc á. Rồi. Sau đó mình lắc. À. Hơi rượu. Sau đó là cụm ly. Cầm bài. Vô đi. 100%. Chắc tài quá. Ôi trời ơi, làm cái kiểu này á, uống nó ngon hơn luôn. Sao bên sớm bên kia hiểu được cái cảnh tượng này? Giờ thì ăn cũng ăn xong rồi. Nhà lá hay là gọi là ổ chuột hay là đáy xã hội như mình thì nói chung là hôm nay ngồi chung với nhau là cũng rất là vui, đúng không mọi người? Và sau đây là tới lượt mình nha bạn. Mình thì xin giới thiệu bài hát Ghé Quá. Chuẩn bị bắt nhịp nha. 2 Rồi tới giờ ngủ rồi các bạn ơi. Rồi nãy giờ thì mình bận đi xuống dưới suối dưới đó mình tắm á bạn. Da gà dịch nổi lum luôn, mặt đùi nữa nè. Và mọi người ăn xong luôn rồi mình review chỗ ngủ nha. Nãy đồ ăn được không Hào? Để mà nói thì hai trái chuối và hai hộp sữa là quá đủ cho một đêm. Mày ngủ ngon ha, ngủ thì ngủ liều cũng ngon. Ngủ thì nói chung là 5 sao còn phải nói nữa anh. Tuyệt vời. À, liều này hai lớp các bạn, lớp bên trong này nó không khắp nước đâu. Rồi lớp bên ngoài thì nước rất là nhiều nữa các bạn. Bạn coi nè. Ở Đà Lạt mà mùa sương nó bám như vậy nè. Nên liều hai lớp chính là một cực phẩm bạn, uống rất là ngon. Đây ai vậy ta? Lạnh quá. Ở ngoài nước nâu nè. Lên láng luôn. Bên trong. Đâu rồi? Ổn không? Ổn đây, ổn lắm. Ấm hả? Để kéo lại cho em nè. Mình kìm biểu lẹ em đi ngủ các bạn ơi. Này ai vậy ta? Hello. Ủa ngủ ngược hả? Hello anh. Ờ tôi ngủ này trùm luôn rồi. Dạ ngủ có này. Cái nón luôn à. Ừ nó dày lắm á. Dạ. Ok. Ngủ ngon. Dạ. Cốc. Ai gọi đâu á? Sói. Bạn nào đấy ta? Hello anh. Có tôi ngủ luôn. Có nhưng mà liều xương xuống nhiều nước nhiều quá mọi người ơi. Lên láng luôn. Mà chúc mọi người cũng ngon. Ngon luôn. Rồi đây nào đây? FBI ở bên đó. Yes. Tôi ngủ nãy dày quá à. Tôi điên là nó hấp vô xương em là đẹp. Hấp vô xương hả? Ngủ nãy dày ghê luôn á. Là tối nay là xương nó lạ đà là nó hấp vô xương em à. Đúng rồi, nó hấp vô xương em. Bên đây nè, mấy bạn nè.
hên bé âm hầm đi bó cái gì nè, nó cái bếp vô nhà luôn hả anh? À, em đây anh. Em ôm cái bếp ngủ hả? Dạ. Ôi, ngoài đây nó lạnh cực kỳ luôn anh. Nó đem cái bếp vô luôn nè bạn ơi. À, trời. Em mang cái này lò sưởi của em anh ơi. Không được rồi. Gần quá, gần quá. Mắc luôn lò sưởi rồi. Rồi, ok. Rồi, đẹp rồi á. Tốt. Ủa gì em cần gì, em phải cần gì liều lắm vậy? Dạ đúng rồi. Đối với em quan trọng là cái lò sưởi này nó sẽ ấm cho em trong buổi tối nay. Tối nay cái em đốt luôn lò sưởi đó rồi. Good. Ok, còn mình đi xuống suối tắm đi mấy bạn. Trời ơi, lạnh quá, đi tắm rồi. The next day. Trời sáng các bạn ơi. Tối qua ngủ không lạnh hết nè. Mình ở trang ở trù ngủ được nữa. Có thử cái mấy đứa giờ ngủ sao nha. Trời ơi, coi nè. Đi mưa. Anh Hào. Ừ, sáng ngủ ngon em? Dạ, từ em ngủ là mất hình luôn anh ơi. Nó vừa có niệm em mà trời ơi. Từ lúc em vô cắm trại giờ hôm nay là em ngủ ngon nhất từ trước giờ luôn. Cái liều này em mua nhiêu ạ? Liều là em mua 900 gửi anh. À, bởi vậy ngủ ngon đúng rồi. À, 900 gửi còn 50 ngàn ăn chắc không ăn gì đâu. Đây ai cho ta? Trời ơi, nó đóng nước các bạn ơi, cái nước này hơi rửa mặt luôn luôn nè. Ờ, chảy kìa. Một mẹ ơi. Không có mưa nha bạn, cái này chỉ là sương thôi á. Oh my god, hello Kitty. Hello rồi. Ok không, cũng ok không? Ấm ai? Này mua nhiêu em? 850 rồi. Trời, 850 rồi, cũng không ấm được, đâu được. Chỗ này trời, con phải coi sương nè. Đây nè Bảo, chảy nước nè. Rồi nước lên láng luôn bạn. Hai ta. À. Hello. Hello mọi người. Trời ơi, mình nhìn thấy bên trong có giọt nước rồi biết là ngủ ngon rồi. Em ngủ một giấc tới sáng luôn. Liều nhiêu em? Dạ 900. Trời ơi, 900 mà. Ủa con này, đợt heo gì đấy? Rồi con trong đây không? Hello. Trời, cứu tôi. Gì vậy? Kỳ vậy em? Có ai làm gì sập cái liều luôn rồi. Hello mọi người. Hello anh. Tôi ngủ ổn mà em. Cái liều của tôi 800 nữa mọi người, mà nhìn là biết rồi đó. Mà ngủ được không? Ngủ cũng được, nhà có cái túi ngủ xịn sò nên không sao. Anh thấy tôi ngủ nhẹp luôn em. Ướt nhẹp ở ngoài nhưng mà ở trong ấm lắm. À, vậy là nhờ tôi ngủ cứu dạ. Em á. Mà 800 mà vậy cũng khá là ổn rồi các bạn. Còn này nhiêu đây ta, này quay lên xuống được thấy nó luôn nè. Ê, anh Đại. Thấy em anh Đại. Thấy. Tối ngủ ngon em. Thôi tối ngủ nó lắm. Vậy. Đậu hơi ngon. Ngon lắm hả? Ngon. Cái tôi ngủ cho xíu gì cũng ngon nữa. Thằng bé âm hầm đi vào ngõ cục. Một chén cơm chiều, nhưng lòng chưa no. Sao em, ngủ ngon em? Không anh ơi, hôm qua nó lạnh cực kỳ luôn á. Tôi cũng không chịu nổi hả? Dạ. À, anh biết thịt nướng không? À. Đó, cái hên là có cái lò sưởi cứ mỗi lần vậy nè, lạnh lạnh bên đây đúng không? Cái mình quay qua không? Mình sửa bên đây. À, em nướng đó hả? Ờ, em nướng cơ thể em như thế này. Cái vậy? Nó cứ vậy cả đêm qua tới buổi sáng luôn á. Ồ, sao đại đó tôi ngủ nó ngon hơn hay sao ta? Có là nó giỡn chứ lạnh chứ. Tốt rồi, chơi nó giỡn em. Rồi, buổi sáng thì cảnh Đà Lạt khá là chill nha các bạn. Sáng nay thì chúng ta sẽ có cái màn gọi là đấu giá bánh mì nha. Đầu tiên thì có ai muốn trả giá để anh làm bánh mì hôm nay, bánh mì tự chọn mà. Bánh mì tự chọn là sao? Tức là em muốn ăn bánh mì gì? Bánh mì trứng hả? Bánh mì trứng ha. Bánh mì tôi có một miếng bánh mì. Tôi có một quả trứng. Bánh mì trứng. Sao rồi sao anh đưa em? Ủa đâu giá mà cho em đội à? Dạ đây rồi
Cát ăn gì Cát? Em ăn bánh mì thịt bò. Rồi tự làm luôn em. Dạ. Này, cái bánh mì với một cái thịt bò anh. Thôi. Không salad hả? À dạ, có salad, có cà chua, có sốt. Ôi, thơm lắm. À. Ủa, bạn bạn Phương luôn ăn gì? Mình thì ăn bánh mì kẹp thịt gà cho mọi người. Ôi mày kẹp gà. Đây bỏ thịt gà vô, bỏ rau vô, sốt lên. Ăn luôn, giống chơi nhà trời quá. Rồi, tiếp theo bạn Nguyên ăn bánh mì gì? Tự tưởng tượng em. Mình đơn giản thôi, mình ăn bánh mì chấm sữa. Sữa đây, chấm cho nha. Giống người nhỏ chơi nhà trời. Có cây sữa luôn, dục. Đại ăn gì biểu diễn cho mọi người hay coi bánh mì chấm muối nha. Còn em thì ăn bánh mì ốp la trứng khủng long cổ đại. Nè, đập cái trứng khủng long vô nè, bạch, đắp vô. Ăn luôn hả? Ừ. Sao vị? Trời ơi, trứng khủng long ngon quá à. Rồi em đâu anh? À. Còn mình thì cho thằng Đại nha, cho thằng Hào nha. Có câu nó nói mình rồi, chọc tới lần mình nha bạn. Mình ăn bánh mì không cho lẹ. Dạ. Nước chứ trời còn có tiền gì đâu mà ăn bánh mì ấy. Vậy hả? Còn không đồng mà anh. Còn anh thì anh ăn bánh mì bốc đêm em. Bánh mì thường quá chán rồi. À, bánh mì bốc đêm là chắc là bánh mì được trộn với lại hang tre á bạn. Bánh mì nè. Bỏ năm xị lên. Kẹp lại. Oh, 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 wow. Thôi ăn cái bệnh luôn á, không được à, này à. À, cái này lẻ thiệt á. Trời ơi, bánh mì hương vị lắm sự. Ngon quá. Nghẹt tới nè. Chưa hết. Trời sẽ ăn ngon miệng. Nghẹt tới luôn rồi nè, trời ơi. Trời ơi, sáng sớm, ở ngoài Đà Lạt lạnh lẽo như thế này làm chai cũng đế bự như thế, 5 lít. Bia. Sữa bạc. Nhìn lên cái anh Hào. Nhìn hấp dẫn rồi ạ. Vô, cho 100% nha. Chơi. Chơi. Không cho 100% chói nha. Em mình chơi mình em ơi. Mẹ ơi. Chơi luôn. Gâu. Lắc kêu. Gâu. Có còn mà. Có đâu còn mà. Đàn ông tích thuật. Đàn ông nhưng mà còn mà. Nhưng mà vậy nè Hào. Đâu? Rồi. Bên đây không? Hả? Anh thủ đây cho ba cái rồi đó. Khổ quá. Ok, nói chung là nếu hôm nay có ba bạn nữ ứng tuyển vào vị trí thành viên bên kênh Lâm TV với bạn Lâm TV. Kênh Lâm TV thì mình chuyên làm những cái chủ đề mà nó đơn giản như là 24 giờ ăn uống, 24 giờ cắm trại hay là mấy cái gì đó vui vui thôi. Hoàn toàn khác với Lâm Vlog nha bạn. Hai kênh này nó tách biệt hoàn toàn. Nên mọi người đừng có nói là tại sao lại chủ đề lại bị đơn giản hay là trùng lặp nha bạn, do là nó ăn liền nha. Và các bạn bình luận giúp mình là Uyên nè, Phương và Cát thì bạn nào điểm tốt hơn, các bạn cứ bình luận thoải mái nha. Ai rồi ok hơn bạn bình luận, nhưng mà quyền quyết định thì vẫn thuộc về Hào ăn đại nha bạn, do là phải nếu như thành viên mới là phải đá cặp với ba bạn này khá là nhiều các bạn. Lý do như vậy nên hồi tối này mới có một cái buổi ăn uống mà chỉ có ba bạn đá cặp với ba bạn bên đây thôi, để tương tác là như thế nào mọi người chấm điểm công tâm giúp mình nha. Ok, tạm biệt các bạn.